Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series The Adorable Home phiên bản Việt hóa nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của tựa game là Adorable Home. Ok, và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ cho mình thêm nhiều động lực ra thêm những cái video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình, nó channel MR Thành, ở bên này để có thể xem thêm những cái video mới nhất về các tựa game giống như là triệu hồi skeleton này, cá mập này, kiếm mua bộ cạp và rất nhiều series khác nữa. Rồi thì hiện tại mình vẫn đang có 3 con mèo và người yêu của mình vẫn chưa đi về anh em ạ. Mình đang ngồi ở ngoài cửa và rất là buồn. Thành AC không có quan việc làm, ngồi nhà xem mèo. Cái gì đây, phần thưởng kênh may mắn. Bạn có muốn nhiều may mắn hơn nữa thì chúng ta có thể xem quảng cáo, để xem quảng cáo Shopee để lấy thêm 100 cái trái tim anh em ạ. Ấy chà, ok, bắt buộc phải thế rồi, không cách nào khác. Có thêm trái tim thì chúng ta có thể làm thêm được nhiều thứ hơn nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ xem nên làm cái gì cho nó hay ho một tí nhờ. Cái link tải hôm qua mình để cho anh em vẫn tải bình thường nhá. Link Google Drive ấy, vẫn tải cái rất bình thường thôi, không có gì cả. Rồi chúng ta sẽ 3, 2, 1. Đây là kênh cách kiếm tim đấy. Ngày hôm nay chúng ta có thêm 844 con mèo hay sao đây. Ok, con mèo này thì chúng ta sẽ phải đi xoa người một tí á. Xoa mèo. Ok. Xoa đuôi, xoa đít các kiểu, xoa mồm, xoa mặt, xoa lưng, xoa đuôi. Khá là mất thời gian với cái việc xoa mấy con mèo luôn anh em ạ. Úi giời, có cái gì không? Hiện tại không có gì. Ôi khó nhở, cái nhiệm vụ này công nhận là không hề dễ một tí nào anh em ạ. Mãi vẫn chỉ được một trái tim này. Con mèo này bị sao đây? Thích sao ở đâu nhỉ? Vấn đề là thích sao ở đâu mới được cơ chứ? Không được nè, được 2 trái tim rồi anh em. Rồi ok, xoa nhanh. Chắc chắn phải có cái bí quyết gì nhỉ? Cố gắng vuốt phần khác nhau của hoàng thượng. Ok, khi bạn chạm vào phần được chào đón. Ok, trái tim màu đỏ, hiểu rồi. Ok, xoa cả hai và thay tay luôn. Đấy. Ok, à không phải vuốt anh em ạ, mà mình phải chạm vào đúng cái phần của nó là được. Thế thôi, cũng đơn giản mà, không hề khó. Chỉ mỗi tội là nếu muốn kiếm được nhiều tim hơn thì hãy xem quảng cáo nhiều hơn thôi, như mình chẳng hạn này. Hoặc là anh em có thể tải bản mod thì sẽ có full team, nhưng mà thế thì cũng không hay lắm nhỉ. Thì tôi thấy mua cái gì cũng được, cái này cảm giác như là chúng ta sẽ thử thách hơn. Nếu có nhiều mèo hơn thì sẽ như thế nào ta? Mình cũng không thể tưởng tượng sẽ như thế nào. Rất là nhiều việc phải làm. 3, 2, 1, ok. Chúng ta nhận được 100 team, ok. Hơn 1.000 team rồi anh em. Bây giờ cắt móng tay. Đơn giản. Oh, rồi ok, cắt móng chân, móng tay này anh em ơi. Đâm vào tay không? Rồi. Cái này cũng khá khó đấy anh em ạ. Mình không quen lắm. Thỉnh thoảng nó di chuyển lên trên xuống dưới này, không biết được nào một lần, thật sự luôn. Mình cắt luôn vào mặt nó rồi. Ok, một này. Còn 3-4 cái nữa. Cắt vào móng là cũng hơi mệt. À, cắt vào bàn chân là hơi mệt anh em ạ. À, mình chỉ cần ấn đúng cái móng thôi anh em ạ, không cần phải cắt, không phải cắt đâu xa. Đấy, cắt cái móng đơn giản, không cần xem quảng cáo đâu anh em ạ, xem quảng cáo lâu quá. Chúng ta sẽ làm này, tắm nó mới là khó này. Ok, con mèo đâu, đưa đây, sang đây. Rồi mình đang giữ nó, ui. Đang giữ cái phần giữa anh em ạ. À, ngày nào cũng phải tắm, chúng ta chỉ có việc tắm cho mèo thôi. Đợi người yêu mình về thôi anh em. Ok. Úi trời, cái gì đây? Cái gì xảy ra đây? Ơi, đơn giản. Đơn giản như đan rổ, con này thì cũng sẽ như vậy thôi. Thêm một cái nữa, đừng có tức giận. Ui. No, không. Thất bại cái là phải xem quảng cáo anh em ạ. Game này bắt buộc phải thế. Thất bại cái là sẽ phải xem lại quảng cáo. Ok. Một phát nữa. Đúng rồi. Điểm 10 chất lượng, nhưng mà không có. Mình đang định mua cái gì nhỉ?
Mình mua thêm mèo chăng? Hay mình sắm sửa cái gì cho cái căn nhà ta? Oh my god. Bây giờ thì cái vườn, mở khóa vườn mất khoảng 3.000 cả. Phòng ngủ mất khoảng 4.000. Phòng tắm. Xây tiệm, cái này mình có thể mua cái gì không nhỉ? Ok, phòng chờ này, cửa tiệm này. Mình có thể mua hộp mèo. Vật dụng trong vườn, vườn thì vẫn chưa thể mua cái gì à? Thì mình vẫn chưa mở khóa khu vườn cả. Chính xác là mình chưa mở khóa khu vườn nên mình chưa làm gì đấy anh em. TV đã mua, mình mua cái quạt. Máy điều hòa mất có 500 anh em ạ, mình sẽ mua cái máy điều hòa nhá. Máy điều hòa 500. Đã mua. Bây giờ mình về phòng chờ. Đấy. Rồi. Mình có đồ gì không? Mình có cái đồ mới không? Thức ăn à? Có thức ăn anh em. Giá 12. Đã tốn tiền phết anh em ạ. Không phải đơn giản. Bỏ đi ăn được đúng không? Mấy con mèo đi ăn. Mình sẽ của tôi này. Tôi có một cái máy điều hòa nữa. Có thể để bất kỳ chỗ nào. Rồi mình sẽ đặt nó ở trước mặt như thế này thì có vẻ là hiện đại. Rồi. Đừng đưa đúng không? Cái này để trang trí nhà cửa thôi anh em. Trang trí nhà cửa. Rồi chúng ta sẽ cắt móng cho con này luôn á. Kiếm thêm tiền anh em ạ. Giờ cách duy nhất mình kiếm thêm tiền đó chính là cắt móng và xem quảng cáo. Thế thôi. Có lẽ mình mua thêm mèo anh em ạ. Thì chúng ta sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Động mãi vào cái móng không được anh em. Được rồi, một cái bên được xong nhá, một cái bàn chân đã xong. Đây là bàn chân thứ hai. Ok, hai cái này, ba cái này, bốn cái luôn. Rồi, mình xem quảng cáo nên gấp đôi tình yêu anh em. Điểm tình yêu khá quan trọng để mình muốn mua thêm. Mình có lẽ là sẽ mỗi ngày mình sẽ mua thêm, hay mình mua full mèo trước nhỉ? Như thế thì nhiều việc phải làm lắm. Nhưng mà mình có kiếm được rất là nhiều tiền. Cứ tầm khoảng mấy tiếng mình sẽ quay trở vào đây và để bắt đầu làm những công việc như thế này á. Thì cũng khá là vất vả đấy nhỉ. Thì chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn. Mình có thể mua full tất cả các thứ. Cũng ý cũng là hay. Cày cuốc cũng khá là hay anh em nhỉ. Yeah. Được, thế ý thế cũng được đấy, cũng chuẩn ở nó đấy. Con mèo này còn cái tắm gì chưa này. Con này còn đi tắm nữa anh em. Đi tắm nữa là xong. Đi tắm nào. Ok. Khó phết nhờ. Mình phải di chuyển đến cái chỗ này đã xong rồi bắt đầu là cho nước vào người đó. Rồi. Hợp lý, gấp đôi tình yêu luôn. Cái trái tim mà cái này thay thế cho tiền nong anh em ạ. Nó thay thế cho money. Một con mèo giá được bao nhiêu tiền ta? Mình có lẽ mình sẽ mua đồ đã. Ý tưởng mình sẽ đi mua đồ trước đã, xong rồi mình sẽ mua những cái kia sau. Hợp lý không? Còn mười mấy giây nữa. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và tắt đi. Ok, chăm sóc mèo. Con mèo này còn rất nhiều thứ nữa, mình còn hơn 1.000 tiền nữa ạ. Động vào nó nào. Ok, con này đấy rồi. Còn một cái nữa. Ui, trời ơi. Thất bại rồi. Thất bại cái là phải xem quảng cáo luôn. Cái động người này khá là ấy. Vuốt ve. À thì vuốt ve này. Được một trái tim. Trái tim, ôi dồi ôi, chết rồi. Trái tim nó đi. Thử lại toàn thất bại ấy nhỉ. Con mèo này mình sao đấy. Xem trái tim đã. Đúng rồi, yes. Gấp đôi tình yêu bằng cách xem quảng cáo, xem một chút TV là chúng ta sẽ gấp đôi luôn. Coi như là thành hai lần để mình chăm sóc con mèo đấy. Công việc của tôi là người đã phải làm này. Nhưng có thêm tiền mua đồ anh em. Phải nói chúng ta sẽ có thêm tiền mua thêm đồ. Cày cuốc mua đồ. Ok, chắc là mình phải cày sao nhỉ? Cái gì đây? Chết rồi. Chúng ta bị thoát ra ngoài rồi. Rồi, chúng ta đã xong cái này. Bây giờ đến vực cắt móng tiếp. Có cái trò gì khác không? Ui, sorry mèo.
Mình chỉ cần ấn vào trúng cái móng tay của nó thôi là xong. Không cần phải vuốt 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 làm gì cả. Đấy, đơn giản, các móng tay này là dễ nhất này. Theo như mình thấy chỉ cần cẩn thận thôi. Rơi đâu đi cưng? Khó chịu nhở? Sao mày cứ dơ ra chỗ khác vậy? Đưa vào tay đây. Rồi một cái nữa. Xong. Ok. Và chắc sẽ gấp đôi cái tình yêu là 160 160 ở đây. Sẵn sàng. Sẵn sàng, sẵn sàng và sẵn sàng. Ok con dê. Khá nhiều thời gian. Với cái này, mình sẽ tắm nó cho con kia đã xong rồi đi mua thêm cái gì nhỉ? Đang suy nghĩ là xem sẽ mua thêm cái gì bây giờ. Mua cái gì đây? Mình đang suy nghĩ. Có khi là mình phải dùng cái bạn mốt thôi anh em ạ. Làm sao đây? Đấy, quay trở lại được rồi. Còn một phát nữa đó chị đi tắm nữa. Chúng ta lại có thêm khoảng 1.000 mấy đây. Rồi cái tắm này cũng dễ ợt mà. Cái khó nhất là cái cứ sau một lần được trái tim là nó sẽ tăng nhiệt độ nha anh em. Đấy, nên chúng ta sẽ biết được cái lúc ấy mà mình hướng rồi. Thôi mình sẽ chán xem quảng cáo rồi. Và bây giờ 1.428. Bây giờ thì thức ăn mèo đã đầy rồi và nó đói nó sẽ ăn. Thế thôi nha. Mình sẽ ra cửa tiệm. Khoảnh khắc mình thích chụp lúc nào thì cũng được mà. Của tôi. Vườn, thật ra vườn mình chưa mở khóa nên mình cũng chưa thể có cái gì cả. Phòng chờ mình sẽ mua hết đồ phòng chờ cái. Có quạt à. Ghế sofa. Ghế sofa đỏ. Sofa nâu, sofa đỏ. Đệm trắng. Những cái bàn, bàn đã mua rồi. Bàn trà Nhật Bản. Chưa có tủ đúng không? Tủ có rồi này. Nhiều cái ghế này. Ghế trong màu xám, ghế trứng à? Ghế Barcelona. Không phải cái gì nó cũng tốt rồi, mình sẽ mua cái ghế trứng trắng gì đó đây. Những cái thảm. Thảm cho con mèo. Cầu thang. Cầu thang này giống kiểu nhà giàu ấy. Đèn. Nhiều đèn đẹp thế. Đèn cây à? Đèn sàn cổ, đèn retro. Mình thích cái đèn này anh em, đèn bạc hiện đại này. Mình thích mua cái đèn bạc hiện đại, mình sẽ mua cái này nha. Ôi, nhiều thứ lắm. Nhiều thứ trang trí lắm. Chậu cây à, nha đam. Bonsai, ui bonsai đẹp thế. Cần tiền anh em ơi. Tôi cần tiền để mua bán bonsai. Trở về phòng chờ phát. Rồi. Mình quay lại cái nhà cũ của mình đi. Ok, bây giờ vợ mình chưa về. À, người yêu mình chưa về. Mình vẫn đang đứng ngoài cửa sổ và cũng không có cái kiểu việc gì phải làm cả. Chúng ta sẽ đúng rồi game nửa dành cho dân F3 khác. Cho cái ghế vào đâu đây? Ghế trắng à? Để đây được thôi. Đẹp. Một cái đèn vàng hiện đại này. Để bên này. Úi giời ơi, trang trí đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Mình cần mua thêm cây bonsai nữa. Hôm nay là có tuyết. Ôi ngon. Như vậy là mình sẽ đi mua cái thực phẩm. Bạn không có thức ăn, hộp. Bạn không có động vật. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái cửa tiệm mình mua một cây bonsai anh em. Phòng chờ. Cây trồng trong chậu đây. 380 đồng, đẹp thật sự luôn anh em ạ. Cái này mình thích này. Của tôi này. Mình có một cái bonsai. Mình sẽ để nó ở đây. Được rồi đấy anh em ạ. Mình sẽ lưu lại cái bức ảnh này. Khá đẹp. Thay vào đi mày. Nhiều đồ này là gì đó. Tha hồ mà chơi. Ý chà, đẹp phết nhà anh em. Bánh quy à. Cho con bánh quy này. Có con tuyết này. Và có con tối đa là con gì đây. Vãi cả đạn. Được cả tối đa nữa. Ở cửa tiệm mình có thể mua thêm mèo được, hộp mèo nhưng mà giá là 165 con. Mèo cam, mèo lông ngắn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tất cả là 9 hộp mèo, mình còn 9 hộp mèo nữa. Và sẽ kiếm tiền từ con mèo đấy.
Ok thì chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.